Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây là giảm tốc Teco, công suất là 5,5 kW, 7,5 HP, 7,5 ngựa. Sau đây là tem của động cơ. Tốc độ là 4V, 4 cực điện, khoảng 1455 vòng trên phút. Sử dụng điện áp 3 pha 380V. Dòng điện ampe định mức là 11.1A. Cấp chịu nhiệt của dây đồng là cấp F. Hệ số bảo vệ kháng nước kháng bụi là IP55. Motor Teco lắp với đầu giảm tốc GHM kiểu chân đế. Đây là trục ra. Ngoài ra còn có kiểu khác, đó là kiểu mặt bích. Đây là phần trục ra, đây là mặt bích. Ngoài ra thì động cơ Teco còn có thể lắp được với nhiều loại hộp số khác nhau, mẫu mã khác nhau, như là hộp số giảm tốc NMRV, hộp số WB. Hoặc hộp số giảm tốc R tai nạn. Sau đây là hình ảnh kho xưởng ở văn phòng công ty.